Bây giờ tôi muốn chia sẻ một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay với các bạn ở trong thị trường crypto này. Chúng ta có Cathie Wood các bạn của Ark Invest, Cathie Wood uh, đã ra thông báo là đã thu mua thêm cổ phiếu của sàn Coinbase. Cho dù là nhiều người đang lo lắng về thu nhập của Coinbase, nhiều bạn thì nghĩ Coinbase có thể là gặp vấn đề về uh, tiền bạc nhưng mà Cathie Wood vẫn không chùng bước các bạn, vẫn tiếp tục tin tưởng và đã tiếp tục thu mua thêm tổng cộng 1.450.000 đô la cổ phiếu Coinbase ở mức giá là 33 đô và 23 cent ở cái thời điểm mà thu mua và chúng ta thấy được là đây là thu mua cho cái quỹ ARK Innovation ETF và đây là lần thứ nhì các bạn trong tuần này ngày năm tây cách đây 6 ngày thì Cathy Wood của ARK Invest cũng đã thu mua 172.276 cổ phần của Coinbase cho hai cái quỹ khác và kế đó nữa chúng ta cũng thấy được là từ ngày 14 tháng 12 tới bây giờ là trong vòng một tháng qua tổng cộng thì Ark đã thu mua là 750.324 cổ phần của Coinbase rồi nói chung thì hiện bây giờ đó cái số lượng cổ phần của Coinbase họ đang lưu trữ là lên tới 8,5 triệu cổ phần Coinbase bây giờ đang chiếm vị trí là 2.92% của tất cả tiền của Ark các bạn nói chung là các bạn đã thấy được Katy Wood là một người mà vẫn rất có lòng tin vào crypto, rất có lòng tin vào Coinbase và cũng rất có lòng tin là giá BDC tới năm, thường nhớ là 2020 thì Katy Wood vẫn khẳng định là chúng ta có khả năng thấy được là BDC lên tới 1 triệu đô la vào thời điểm đó. 2030 nghe có vẻ là lâu các bạn nhưng mà chỉ còn 7 năm nữa thôi. Và không chỉ riêng là Katy Wood tiếp tục có lòng tin vào Coinbase và Crypto, Cathie Wood cũng tiếp tục có lòng tin vào Tesla các bạn. Nhiều người bây giờ họ đang không có thích cổ phiếu Tesla vì một lý do nào đó, nhưng mà Cathie Wood thì vẫn tiếp tục thu mua và Cathie Wood đã đưa ra thông báo cách đây 2 ngày là đã thu mua thêm 3 triệu đô la cổ phiếu Tesla. Tổng cộng là 27.811 cổ phiếu. Và chúng ta tính 5 ngày trading của năm nay thôi, 5 ngày giao dịch của năm nay thôi là thì Cathy Wood đã mua tổng cộng là 283.000 cổ phiếu Tesla các bạn và tính từ giữa tháng 12 tới bây giờ trong vòng một tháng qua đã mua là 759.000 cổ với Tesla rồi. Nói chung thì Cathy Wood vẫn là một trong những người cực kỳ tin tưởng vào Elon Musk, tin tưởng vào Tesla và tin tưởng vào Coinbase và crypto. Và nói tới những sàn giao dịch thì chúng ta có thông tin đến từ sàn Binance. Binance nói là trong năm nay đó thì họ có ý định là tiếp tục mướn thêm người mặc dù đây là cái thời điểm mà nhiều những cái sàn giao dịch, nhiều dự án họ đang cắt giảm nhân viên. Nhưng mà Binance nói thì họ đã có chuẩn bị sẵn và họ không những là không cắt giảm mà họ muốn mướn thêm khoảng chừng 15 tới 30% và không chỉ riêng năm nay đâu năm ngoái là một cái năm mà rất tại cho crypto các bạn biết là năm ngoái đó sàn binance nói là họ đã tăng số lượng nhân viên từ 3.000 nhân viên lên tới 8.000 nhân viên trong một năm mà thị trường tại như vậy thì tại sao? tại vì binance nói là họ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho cái đợt bull run kế tiếp. khi mà bull run tới rồi đó, thì mỗi người không phải dễ đâu các bạn và khi mà có cái mùa bull run rồi đó thì đã quá trễ để có thể bắt đầu có cái sự chuẩn bị. các bạn đã nhớ là những lúc mà người ta mua bán nhiều thì nhiều khi những sàn giao dịch đó, cái server không có thể nào mà hoạt động được đâu. tại vì đã bị quá tải. lúc đó thì đã quá trễ rồi và CZ nói là muốn chuẩn bị cho cái đợt bull run đó trong khi mà chúng ta thấy được là những cái sàn giao dịch còn lại đó giống như chúng ta đã nghe nói tới là là Kraken, uh, Huobi, Coinbase đều ra cái thông báo là các giảm nhân viên, Binance thì không phải Và nói tới Binance thì uh, họ vừa thông báo là tiếp tục nhận được uh, thêm bằng hoạt động ở Europe, ở châu Âu các bạn Và lần này là đến uh, từ Thụy Điển Binance thì tiếp tục lớn mạnh trong cái dùng châu Âu Chúng ta thấy được ngoại trừ Thụy Điển đó, thì Binance cũng có thêm hoạt động ở nước Pháp, ở nước Ý, ở nước uh, Lithuania ở Tây Ban Nha, Cyprus và Poland và còn nhiều quốc gia khác khi các bạn lên trên trang web của binance.com thì ở cái khu Europe các bạn thấy được là có rất nhiều quốc gia mà binance đang hoạt động hiện tại và đương nhiên ngoại trừ Châu Âu ra chúng ta cũng thấy là Châu Á là một trong những nơi mà binance hoạt động cũng rất mạnh và nói tới binance thì chúng ta cũng nhận được thông tin liên quan đến voyagers các bạn đã nhớ là binance là người mà thắng cái cuộc đấu giá cho tài sản của voyagers và Binance cũng mua lại thường nhớ là thương hiệu của Voyager à, với mức giá là thường nhớ là 20 triệu tổng cộng là 1 tỷ 20 triệu thương nhớ là như vậy nhưng mà sau đó thì chúng ta nghe thông tin là SEC bang của Hoa Kỳ đã chặn lại nó là không cho phép Binance mua vì cái lý do là cần phải chứng minh tài sản. đương nhiên chúng ta đang nói tới là Binance US ở Hoa Kỳ chứ không phải là Binance.com. nhưng mà bây giờ đó thì thẩm phán đã lên tiếng quyết định là cho phép Binance thu mua tài sản của Voyager và cái sự ngăn cản của SEC là không có hiệu lực. các bạn thấy là SEC lúc nào cũng muốn điên hiếp những cái công ty trong thị trường này. lần này thì không được rồi. Và bây giờ thì sao? Những mà nào mà đang chờ đợi để mà nhận tiền của Voyager trả lại Tại vì các bạn biết là Voyager đã ngưng không cho withdraw vào thời gian rồi Bây giờ cái số tiền đó vẫn còn một phần, không phải là tất cả đều mất hết Nhưng mà cái số tiền đó khi nào mới được trả lại thì các bạn phải chờ đến tháng 3 Tháng 3 sẽ là cái cuộc bỏ phiếu của cổ đông và tôi nghĩ là sẽ được thông qua Khi mà chính thức thông qua rồi thì lúc đó chúng ta mới biết là ngày nào sẽ chính thức trả lại và trả lại với hình thức như thế nào đó là những gì mà Thông sẽ chia sẻ sau này với các bạn Cũng là một thông tin khác đến từ Binance Thì Binance đã tổng cộng stake đó là 4.000 tỷ Shiba Inu token Các bạn đánh giá khoảng chừng là 35 triệu đô la Tại vì các bạn nào mà theo dõi Shiba Inu cũng đã biết là Shiba Inu sắp sửa có cái giải pháp tầng 2 đó chính là Shibarium. Shibarium này là giải pháp tầng hai để cái mạng lưới Ethereum không bị tắc nghẽn các bạn. Shiba Inu đã xác nhận là cái token BON, BONE -E này sẽ là cái token chính thức dùng để ra trả các phí gas trên mạng lưới của Shibarium. Nhưng mà mỗi lần một có giao dịch thì một phần của token Shiba Inu sẽ bị đốt đi. À, chúng ta tiếp tục chờ đợi thêm thông tin đến từ dự án này đây là một trong những cái dự án mà nhiều bạn cũng theo dõi cho nên thường cũng muốn cung cấp thông tin liên quan tới uh, shiba inu và Siberium. rồi chúng ta cũng có một cái thông tin có thể là làm gì bạn thất vọng đó chính là thông tin liên quan đến Twitter các bạn đã nhớ là cách đây không lâu đó thì có tin đồn là có người nhìn vào cái mã của công ty Twitter và thấy là họ đang có một cái dự án liên quan đến đồng liên quan tới coin nhưng mà cuối cùng đó thì chúng ta cũng đã biết thêm thông tin đây là một cái dự án mà cho thanh toán tiền mặt thông qua cái ví Stripe ví Stripe này ra ngoại trừ từ mặt ra các bạn có thể dùng Bitcoin thông qua mạng lưới Lightning Network nhưng mà cái dự án coin này của Twitter hầu như là không liên quan đến crypto các bạn mà đây là một trong những cách mà người dùng trên twitter hoặc có thể là dùng tiền ngân hàng để mà mua đồng này ở trên twitter đây không phải là một đồng crypto có thể là một cái điểm mà thôi rồi những người nào mà trên twitter các bạn cảm thấy yêu thích tại vì họ đăng những thông tin cho bạn cảm thấy có giá trị thì bạn có thể dùng cái điểm đó để mà tặng cho cái người đó người đó có thể thông qua cái bit để mà À, lấy tiền về ngân hàng của họ, nó không có sử dụng crypto. Theo những gì mà được chia sẻ thì cũng làm cho nhiều bạn à, cảm thấy là thất vọng, tại vì nhiều bạn đang trông chờ là có phải đây là cái Dự án mới của Twitter uh, cho phép sử dụng Dogecoin đó hay là không? Thật ra hiện bây giờ đó các bạn cũng đã có thể tip uh, người khác rồi, các bạn có thể cho tiền tip ở trên Twitter thông qua BitStripe. Các bạn có thể thanh lý bằng BTC. Thì không hiểu tại sao mà nếu như mà Elon Musk thực sự yêu thích Doge vậy thì tại sao uh, lại không có sử dụng Doge rồi, tại sao lại phải có một dự án riêng như vậy? Nhưng mà cũng có khả năng là đây là bước đầu tiên mà thôi và cái BitStripe này có thể là cho thanh toán bằng những crypto khác sau này, ngoài trên BTC cũng có thể luôn chúng ta bây giờ chỉ tiếp tục chờ thêm thông tin mà thôi nhưng mà cũng khá là thất vọng và cũng có nhiều bạn hỏi thuận về thông tin liên quan tới SEC và XRP thì có thông tin gì mới hay chưa thì vẫn chưa các bạn dựa theo những gì mà chúng ta nhận được cách đây khoảng chừng một tháng đó thì có khả năng là trong vòng một hai tuần nữa sẽ có cái thông tin chính thức đến từ cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple XRP có phải là chứng khoán hay là không Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thêm thông tin gì Nhưng mà có một cái bài viết bài viết này ra là nói về một là luật sư mà thường cũng à, thường hay theo dõi các bạn là Jamie Hogan à, đây là một người mà cũng rất là am hiểu về cái à, sự kiện SEC và Ripple theo dõi rất là sát thì đương nhiên một trong những điều mà nhiều bạn lo lắng đó chính là lỡ như mà Ripple thu kiện thì sao thắng kiện không nói rồi các bạn thắng kiện đương nhiên là điều rất tốt cho thị trường này khi mà SEC thua kiện rồi đó thì đương nhiên thị trường này sẽ có một sự nhẹ nhõm hơn cuối cùng thì SEC cũng phải chung bước với một dự án nào đó chứ không thể mà cứ liên tục ăn hiếp hết dự án này thì dự án kia được nhưng mà lỡ như mà thua thì sao trước hết á, chúng ta sẽ nói tới là cái sự kinh doanh đồng XRP của Ripple thì đương nhiên sẽ bị hạn chế một phần tại vì hiện bây giờ đã dựa theo Jeremy Hogan thì 25% của cái hoạt động của công ty Ripple đã đến từ Hoa Kỳ khi mà công ty Ripple thu kiện rồi đó thì đương nhiên sẽ mất đi 25% đó không tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ nữa tại vì XRP bị liệt vào là chứng khoán không được đăng ký thì coi như là không hợp tác sẽ không được sử dụng thì có thể là họ sẽ mất khoảng chừng là 25% cái hoạt động của họ không biết là 25% này có tương ứng với lại 25% thu nhập hay không Chúng ta không biết được nhưng mà sẽ mất một phần Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì đương nhiên là chúng ta sẽ nói tới giá của XRP Nếu như thua kiện thì đương nhiên thường nghĩ là giá nó sẽ có một cái cú đâm Tại sao? Tại vì thì bây giờ tôi nghĩ là cái giá của XRP ít nhiều gì cũng đã phản ảnh suy nghĩ của những cái nhà đầu tư về khả năng thắng kiện của XRP. Đương nhiên có một số người nghĩ là sẽ thắng kiện, một số người nghĩ là thua kiện. Khi mà thua kiện rồi thì đương nhiên giá sẽ có sự phản ảnh tại vì cái số lượng người nghĩ là thắng kiện. Bây giờ họ đã biết họ đã sai rồi thì giá sẽ có cái sự đi xuống đó là điều khó tránh khỏi rồi nhưng mà về tương lai thì sao về tương lai đó thì XRP là một cái đồng mà hoạt động không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà hoạt động trên nhiều quốc gia các bạn và cho đến thời điểm bây giờ hầu như là ở Hoa Kỳ các bạn chỉ có thể mua đồng XRP ở trên Upho mà thôi ngoại trừ Upho ra thì tất cả những cái sàn khác những sàn lớn như là Kraken Coinbase, Binance, .us đều không có hỗ trợ XRP Thì trên căn bản đó nó cũng không có sự ảnh hưởng nhiều đâu Theo tôi nghĩ về việc là người dùng muốn tiếp cận XRP Tại vì uh, phần lớn bây giờ để tiếp cận XRP Hoa Kỳ rất là khó Phần lớn mua bán XRP là ở ngoài Hoa Kỳ Nếu như mà thu kiện đó, CEO Brad Gallagher nói là sẽ chuyển tổng công ty của Ripple ra khỏi Hoa Kỳ nhưng mà khả năng là vẫn có là Ripple có đi thắng kiện hay là Ripple và SEC sẽ bắt tay để mà hòa giải trước tòa và hai bên sẽ như một bước giống như chúng ta đã nhìn thấy đối với đồng US, US bị liệt vào chứng khoán nhưng mà cuối cùng đóng phạt rồi tiếp tục mà thôi chứ không có bị loại khỏi tất cả các sàn như là XRP. Chúng ta sẽ có thêm tài liệu Thường nghĩ là sớm về cái sự kiện này Và thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Rồi chúng ta cũng có cái thông tin uh, liên quan tới crypto.com Họ đã uh, ra thông báo Là sẽ delist đồng Tether USDT Thì tại sao vậy? Có phải là họ có thông tin gì liên quan tới Tether hay không? Thì không phải đâu các bạn Tại vì uh, họ đã nhận được Cái uh, bằng hoạt động Ở cái tỉnh bang Ontario ở Canada Và đây là thông tin liên quan Riêng về tỉnh bang của Ontario Canada Mà thôi không phải là liên quan hết để tất cả Crypto.com Nếu như các bạn ở tỉnh bang Ontario Của Canada đó Thì các bạn sẽ Một là các bạn rút đồng Tether ra khỏi Cái ví của Crypto.com Trước ngày 31 tháng 1 này Nếu như không đó Thì tất cả USDT sẽ chuyển thành USDC Ở trên ứng dụng của Crypto.com Ở tỉnh bang Ontario Lý do là tại vì USDT nằm trong danh sách Những Crypto mà không được chấp thuận Bởi cơ quan quản lý chứng khoán ở tỉnh bang Ontario họ thực sự không đưa ra lý do tại sao mà Tether là bị cấm nhưng mà đây là một trong những cái đồng mà bị cấm và nếu như muốn hoạt động ở tỉnh bang Ontario thì những đồng này phải bị loại bỏ khỏi cái ứng dụng cho những người dùng ở cái tỉnh bang đó đương nhiên thật đọc lại là đây chỉ ảnh hưởng đến những người sống ở tỉnh bang Ontario Canada mà thôi không phải là ảnh hưởng hết tất cả những người dùng của crypto.com nhưng mà đây là thông tin thường nghĩ các bạn cũng cần nên biết nếu các bạn ở cái nơi đó và ngoại trừ công ty Crypto.com ra chúng ta cũng có tài liệu đến từ Robinhood Thì sang Robinhood đã ra thông báo chính thức là họ sẽ delist đồng Bitcoin SV Đồng Bitcoin Satoshi Vision Lý do thì thường không có thấy nói rõ ràng ở đây Nhưng mà nếu như mà các bạn lưu trữ đồng Bitcoin SV Thì các bạn cần phải một là rút ra khỏi Robinhood trước ngày 25 tháng 1 nếu như mà các bạn không rút đó thì tất cả đồng BSV của các bạn sẽ bị bán với giá thị trường ở trên ứng dụng của Robinhood và những bài nào mà không rõ về Bitcoin SV thì đây là một cái altcoin các bạn Những bài nào mà theo cái thị trường từ năm 2017 thì cũng đã biết rồi Năm 2017 là một năm mà rất nhiều drama trong thị trường này Và đó là cái drama liên quan đến cái half fork của Bitcoin Cộng đồng Bitcoin bị tách làm hai các bạn Và dẫn đầu là chúng ta có Roger Ver, và chi hành vua của công ty Bitmain các bạn hai người này rất nổi tiếng thời điểm đó và hai người này là dẫn đầu cái đợt Harvard tách rời Bitcoin Bitcoin Cash sau đó đó thì lúc nào Bitcoin Cash sẽ nói là Bitcoin Cash là chính thống Bitcoin không phải là chính thống nhưng mà cuối cùng là không phải các bạn sau khi mà có Harvard thì hầu hết hệ sinh thái và tất cả những người đào những cái nô, những người ủng hộ thì phần lớn họ đều nghiêng về Bitcoin BTC hiện tại và Bitcoin Cash trở thành một cái altcoin và bitcoin cash nói là một ngày nào đó sẽ chiếm vị trí và trở thành bitcoin chính thức nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là chưa gì hết thì lại bị tách rời thêm một lần nữa có nghĩa là cộng đồng bitcoin cash lại bị tách ra làm đôi và người dẫn đầu đó chính là calvin Ares và craig Wright, các bạn hai người này đã đã dẫn đầu một cộng đồng rồi tách bitcoin cash ra làm đôi bitcoin cash và Bitcoin SV Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là cả hai Bitcoin Cash và Bitcoin SV đó thì đều từ từ đi vào quên lãng Và bây giờ Bitcoin SV đã bị delist khỏi sàn Robinhood Rồi chúng ta cũng có một cập nhật đến từ Bear Shibuk. Các bạn Bear Shibuk là CEO của DCG Thì Bear Shibuk đã nói gì? Bear Shibuk đã viết một cái bài ở trên Twitter Cộng với lại một cái lá thư gửi cho shareholder của công ty DCG Nghĩa là cổ đông của công ty DCG và cái lá thư này cũng không phải dài lắm Nhưng mà có một cái phần cũng trả lời một số câu hỏi về những sự kiện hiện tại Một cái phần Q&A các bạn Thì nói chung đó khi mà Thuận đọc những cái thông tin được chia sẻ ở Bell Thì nó giống như là một cái hồi ký gì các bạn Bell nói về những cái ký ức tốt đẹp về thị trường crypto Từ những cái ngày khởi đầu cho dù là khó khăn nhưng mà vẫn có nhiều ký ức tốt đẹp Cho đến năm 2022 là một năm mà có nhiều cái sự thử thách nói chung thì đọc như là một hồi ký như thường dự chia sẻ với các bạn nó giống như là một người hồi ức lại những kỷ niệm rồi chuẩn bị là lời khỏi công ty dcg có nghĩa là theo thuận thì nó giống như là bell sherbert chia sẻ xong rồi có khả năng là sẽ từ chức gì các bạn à, điều này là điều mà chúng ta không thể loại bỏ đó là những gì mà thuận cảm nhận được khi mà đọc cái tài liệu được chia sẻ bởi bell sherbert nhưng mà bell sherbert cũng đã chia sẻ rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa công ty Genesis, công ty DGG và 3 Capital. Chi tiết hơn đó là công ty Genesis thật sự là có một cái quan hệ với 3 Capital. Đó chính là Genesis đầu tư 250.000 đô cũng không phải là nhiều lắm đối với một công ty lớn như là Genesis. Nhưng mà họ đầu tư vào Series B của FTX vào tháng 7 của năm 2021. Đương nhiên FTX đang khai bởi phá sản thứ này coi như là dịch số 0 rồi. Nhưng mà sau đó đó thì DCG nói là họ cũng vay mượn chính công ty con của họ là công ty Genesis Họ vay mượn 500 triệu vào thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 của năm 2022 với cái mức lãi suất là 10 tới 12% và hiện bây giờ họ đang nợ công ty Genesis là 447 triệu có nghĩa là họ đã trả một phần rồi bây giờ họ vẫn đang nợ 447 triệu nhưng mà họ cũng đang nợ 4.550 BTC có nghĩa là tương đương với 78 triệu và cái số nợ này đó là sẽ đáo hạn vào tháng 5 của năm 2023. Đó là những gì mà được chia sẻ bởi công ty Genesis nhưng mà không có nói về những cái lời cáo buộc đến từ Cameron Winklevoss của sàn Gemini. Các bạn đã nhớ là Cameron đã nói là À, công ty DCG và Genesis đã đang lừa đảo khách hàng Thì không nói gì về phần đó hết Đó là những gì chúng ta nhận được Nói chung thì thường à, cũng như à, chia sẻ với các bạn không cảm thấy được là Bell Shiburg Giống như là muốn tâm sự Có khả năng là sẽ rời khỏi chức vụ CEO của DCG Và nói tới DCG đó Thì à, có một cái sàn giao dịch ở Hà Lan là Bitvavo. Đây là một cái sàn mà cũng cho DCG vay và bây giờ DCG nói là họ muốn thanh toán cái khoản vay đó nhưng mà họ chỉ trả 7% mà thôi. Nếu đồng ý thì họ sẽ trả cái số tiền là 70% của 290 triệu tại vì số tiền này là đang bị lóc lại, không thể rút được tại vì cái tình hình của DCG là đang không được ổn nhưng mà Bitvavo nói là không đồng ý với nhận là 70% tại vì công ty DCG là công ty mà đang có tài sản có tiền thì tại sao không bán tài sản trả cho họ mà bây giờ muốn thỏa thuận là trả 70%, họ không đồng ý. Thì đây là thông báo đến từ Bitvavo. Sự kiện của DCG bây giờ vẫn chưa có hồi kết các bạn. Chúng ta vẫn chưa có biết được chính xác là bên trong như thế nào. Tại vì trên căn bản thường cảm thấy được là bức cũng không có thành thật lắm trên Twitter. Cho nên chúng ta cũng không biết bên trong như thế nào. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên đến 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu như các bạn sử dụng sàn giao dịch thì các bạn chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, feels like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing,